Cay đắng, nam cảnh sát bị vu oan sát hại vợ ngoại tình. Xin chào các bạn đến với kênh Chuyện Âm Dương để lắng nghe những câu chuyện tâm linh đầy kỳ bí, những vụ án ly kỳ. Trong số này, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện về một vụ án oan sai với nhân vật chính là một đội trưởng cảnh sát, là người thi hành luật pháp, nhưng chính bản thân anh cũng không thể tự biện minh cho nỗi oan khuất của mình, để rồi phải chịu cảnh bị đánh đập, bức cung trong một thời gian dài, thậm chí phải nhận mức án tử hình. Sau đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Một buổi sáng bình yên ngày 22 tháng 4 năm 1998, tại một sở cảnh sát thành phố Côn Minh, bỗng chốc trở nên u ám bởi tiếng chuông điện thoại báo án vang lên. Trong điện thoại, một người dân thông báo rằng, trong khi đi tập thể dục buổi sáng, họ đã phát hiện hai người tử vong, ngồi gục trong một chiếc xe minivan của cảnh sát ở rìa đường. Ngay sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Hai nạn nhân được xác định tử vong bởi vết thương do đạn bắn vào ngực ở cự ly gần. Danh tính hai nạn nhân là Vương Hiểu Tương, một nữ cảnh sát thuộc phòng truyền thông của Sở Công an Côn Minh, và Vương Tuấn Ba, phó giám đốc Sở Công an quận Thạch Lâm. Tuy họ mặc thường phục, nhưng thẻ cảnh sát tại hiện trường đã giúp cảnh sát nhanh chóng xác định được thông tin của nạn nhân. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái trang phục xộc xệch và có nhiều vết hoen tử thi trên cơ thể. Báo cáo pháp y cho biết, cả hai nạn nhân có dấu hiệu đã quan hệ ân ái ngay trước khi bị sát hại. Điều này càng làm tăng thêm tính chất phức tạp của vụ án, khi Vương Hiểu Tương đã kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc với Đỗ Bồi Vũ, một cảnh sát khác đang làm việc tại trung tâm cai nghiện ma túy. Tình huống này cho thấy, hai nạn nhân rõ ràng đang có một mối quan hệ trái luân thường đạo lý trước khi bị sát hại. Vụ án được cho là không phải một vụ cướp, mà có thể liên quan đến mâu thuẫn cá nhân, khi mà thẻ ngành và tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn tại hiện trường. Các điều tra viên đang nghiêng về giả thuyết trả thù và đang tích cực điều tra để tìm ra thủ phạm. Vụ án này không chỉ là một vụ sát hại người thông thường, mà còn phản ánh những vấn đề sâu kín trong xã hội, nơi mà những mối quan hệ và động cơ cá nhân có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Công chúng đang chờ đợi một câu trả lời từ cơ quan chức năng và hy vọng rằng công lý sẽ sớm được thực thi. Các điều tra viên đang đối mặt với một câu hỏi lớn. Ai có thể ra tay lấy mạng một lúc hai cảnh sát? Vụ án mạng gây chấn động này càng trở nên phức tạp khi một trong hai nạn nhân là Vương Tuấn Ba, một phó giám đốc Sở Công an quận Thạch Lâm, người có kỹ năng sử dụng súng xuất sắc. Hiện trường vụ án có hai vỏ đạn từ loại súng lục 77, hay còn gọi là QZ-77, là khẩu súng công vụ mà Vương Tuấn Ba thường mang theo. Điều đáng chú ý là khẩu súng này đã biến mất sau vụ án, dẫn đến giả thuyết rằng kẻ thủ ác đã cướp súng của nạn nhân và sử dụng nó để gây án. Các nhà điều tra loại trừ khả năng vụ án là một vụ cướp do thẻ ngành và tiền của nạn nhân không bị lấy đi. Họ đang nghiêng về giả thuyết rằng đây là một vụ đoạt mạng người do mâu thuẫn cá nhân và đang tập trung vào việc xác định động cơ và khả năng của các đối tượng nghi vấn. Một trong những đối tượng chính được xem xét là Đỗ Bồi Vũ, chồng của nạn nhân Vương Hiểu Tương. Anh ta, một nhân viên cảnh sát ưu tú, được cho là có cả động cơ và khả năng gây án do nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Theo một kịch bản được cảnh sát dựng lại, Đỗ Bồi Vũ đã theo dõi vợ mình vào tối ngày 20 tháng 4 và phát hiện cô và Vương Tuấn Ba đang ân ái trên chiếc xe minivan. Trong cơn uất ức, Đỗ Bồi Vũ đã tiếp cận xe và giành lấy súng của Vương Tuấn Ba, sau đó bắn cả hai tử vong trong cơn giận dữ. Sau khi phân tích tình huống, cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp kín để lên kế hoạch bắt giữ Đỗ Bồi Vũ một cách nhanh chóng và khéo léo. Khoảng 14 giờ chiều hôm đó, một lãnh đạo của trung tâm cai nghiện ma túy đã lừa Đỗ Bồi Vũ ra khỏi nhà bằng cách mời anh ta đi ăn. Khi xe dừng lại tại trung tâm huấn luyện cảnh sát giao thông, Đỗ Bồi Vũ bất ngờ bị một nhóm người lao tới và khống chế. Anh ta bị bắt giữ và đưa đến đội điều tra tội phạm của Công an Côn Minh để tiếp tục điều tra. Tại đây, anh ta bị giam giữ và thẩm vấn liên tục sau khi trở thành nghi phạm chính trong vụ sát hại vợ mình và một cảnh sát khác. Anh ta bị bàn giao cho lực lượng đặc nhiệm vào lúc 17 giờ chiều và chỉ sau đó mới được thông báo về sự ra đi bất thường của vợ và bạn thân. Trong quá trình thẩm vấn, Đỗ Bồi Vũ đã cung cấp lời khai chi tiết về hoạt động của mình vào ngày 20 tháng 4, khẳng định rằng anh ta đã dành cả ngày để ôn tập luật tại trung tâm cai nghiện ma túy nơi anh ta làm việc. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 4 năm 1998,
Đỗ Bửu Vũ đến làm việc tại trung tâm cai nghiện ma túy vào lúc 7 giờ 20 phút sáng. Khi đó anh ta đang chuẩn bị đăng ký thi cử nhân luật của trường Đảng Trung ương, nên dành cả ngày để ôn tập và học về luật trong văn phòng. Buổi chiều sau giờ tan sở, anh đến căng tin ăn cơm. Lúc đó, anh gặp một vài đồng nghiệp và nói chuyện phiếm với nhau. Khoảng 19 giờ, anh lại đến văn phòng để ôn bài. Nhưng vì tối hôm đó văn phòng mở chương trình TV, nên Đỗ Bồi Vũ sợ ồn ào ảnh hưởng đến việc ôn tập, nên cầm tài liệu học tập trong văn phòng, đi về dãy ký túc xá của nhân viên để học tiếp. Lúc này anh ta gặp đồng nghiệp khác nên đã dừng lại nói chuyện một lúc. Khoảng đến 20 giờ anh về đến ký túc xá. Anh ta đã học thêm chừng một tiếng. Đến khoảng 21 giờ tối, Đỗ Bồi Vũ đến cổng trung tâm cai nghiện ma túy và gọi điện về nhà để hỏi bảo mẫu xem vợ anh ta có về nhà không. Nhưng câu trả lời là không. Sau đó, Đỗ Bồi Vũ gọi điện vào điện thoại di động cho Vương Hiểu Tương nhiều lần nhưng không có hồi âm. Việc vợ anh ta không trả lời điện thoại hay tin nhắn của chồng trong một thời gian dài như vậy là điều chưa từng xảy ra trong 6 năm yêu và cưới nhau. Đến sáng ngày 21 tháng 4, Đỗ Bồi Vũ đã gọi điện cho đơn vị làm việc của Vương Hiểu Tương là phòng truyền thông thuộc Sở Công an Côn Minh để hỏi. Nhưng đồng nghiệp của cô trả lời rằng Vương Hiểu Tương không đi làm. Đỗ Bồi Vũ lo lắng không biết vợ mình đã xảy ra chuyện gì nên bắt đầu đi tìm, đồng thời báo cáo tình hình với lãnh đạo trung tâm cai nghiện ma túy cho xin nghỉ phép. Lúc đó, anh chỉ lo vợ gặp tai nạn nên đã gọi đến tất cả các đội cảnh sát giao thông để hỏi xem có vụ tai nạn nào mà nạn nhân có đặc điểm giống như Vương Hiểu Tương hay không, đồng thời yêu cầu kiểm tra xem có thi thể nào không rõ nguyên nhân hay không. Nhưng vẫn không có tin tức gì, khiến Đỗ Bồi Vũ rất lo lắng. Anh ta cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với vợ mình và không thể chờ đợi thêm, nên đã báo cáo vụ việc cho 110. Đến sáng ngày 22, vẫn không có một tin tức nào. Theo lời khai, Đỗ Bồi Vũ đã có một lịch trình bận rộn với việc học tập và gặp gỡ đồng nghiệp, không có bất kỳ liên hệ nào với vợ mình sau khi cô không trả lời các cuộc gọi và tin nhắn của anh. Sự lo lắng của anh ta đã tăng lên khi không thể liên lạc được với vợ và không có thông tin gì về cô ở nơi làm việc. Đỗ Bồi Vũ đã tích cực tìm kiếm thông tin và thậm chí đã báo cáo với cảnh sát về sự mất tích của vợ mình. Tuy nhiên, vào chiều ngày 22, anh ta bất ngờ bị bắt giữ và trở thành nghi phạm chính trong vụ án mạng. Trong quá trình thẩm vấn, Đỗ Bồi Vũ đã phải chịu đựng các hình thức ép cung tinh thần và thể xác từ phía cảnh sát. Anh ta liên tục bị đánh đập, tạt nước lạnh, vả vào mặt. Khi buồn ngủ sẽ bị chiếu đèn công suất lớn thẳng vào mặt. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích ép cung người đàn ông này. Là một cảnh sát mẫu mực và giàu kinh nghiệm, Đỗ Bồi Vũ vẫn kiên quyết không nhận tội và liên tục yêu cầu các thủ tục pháp lý được thực hiện để chứng minh sự vô tội của mình. Tại thời điểm đó, mặc dù pháp luật Trung Quốc quy định thời gian được tạm giữ thẩm vấn tối đa là 12 giờ, nhưng trên thực tế, anh đã bị nhốt và bức cung dã man suốt 10 ngày đêm. Sau 10 ngày này, Đỗ Bồi Vũ từ một người cảnh sát với thân hình cường tráng, giờ đây đã hốc hác, bị đánh chảy cả máu miệng, hai mắt thâm quầng sưng húp vì bị đánh đập và thiếu ngủ. Trong những ngày tiếp theo, Đỗ Bồi Vũ, nghi phạm chính trong vụ án mạng hai cảnh sát, đã trải qua một loạt các cuộc thẩm vấn khắc nghiệt, bao gồm cả việc sử dụng máy phát hiện nói dối. Kết quả từ máy phát hiện nói dối cho thấy Đỗ Bồi Vũ đạt điểm số 4, một con số không đủ để khẳng định anh ta nói dối, nhưng cũng không đủ để chứng minh được sự thật. Điểm số này nằm trong khoảng mơ hồ, khiến các điều tra viên tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh để ép cung. Trong quá trình thẩm vấn, Đỗ Bồi Vũ đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Anh bị còng tay và treo ngược lên cửa sắt cho đến khi hai tay mỏi nhừ và dỉ máu. Họ mới cho anh đứng lên một chiếc ghế. Đổi lại, anh phải thừa nhận rằng mình là hung thủ. Khi Đỗ Bồi Vũ vẫn nói mình bị oan, các điều tra viên cho rằng anh đang ngoan cố, nên đã tiếp tục các hình thức tác động vật lý khác, bức cung liên tục cả ngày. Chưa dừng lại ở đó, những vị cảnh sát này còn dùng dùi cui điện để sốc điện vào những đầu ngón chân, ngón tay của anh. Điều đáng nói ở đây là những người trực tiếp thực hiện những trận đòn ép cung Đỗ Bồi Vũ lại có cả những người đồng nghiệp hàng ngày từng thân thiết với anh. Trước khi thực hiện những hành động dã man như vậy, họ chỉ lạnh lùng nói một câu "tôi xin lỗi" mà không hề dành cho người đàn ông này một sự thương cảm nào. Sau 20 ngày bị bức cung liên tục, tay chân của Đỗ Bồi Vũ đã rướm máu, nhiều vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, khuôn mặt sưng húp, phờ phạc vì những giấc ngủ chập chờn. Trong 20 ngày này, ngoài những lúc bị tác động vật lý dã man,
thì Đỗ Bồi Vũ phải quỳ trên mặt đất để trả lời những câu hỏi của các vị cảnh sát. Biết mình đang bị yếu thế và không thể tìm thấy công lý trong trạng thái này, Đỗ Bồi Vũ đã khuất phục và khai nhận tội ác nhằm thoát khỏi những trận tra khảo dã man. Những lời khai của Đỗ Bồi Vũ sau đó gần như hoàn toàn trùng khớp với những tình tiết của vụ án mà cơ quan điều tra thu thập được. Duy chỉ có một chi tiết quan trọng đã lấy đi của anh và cơ quan điều tra rất nhiều thời gian, đó là khẩu súng lục QZ-77. Mỗi khi khai nhận về nơi cất giấu hung khí, Đỗ Bồi Vũ lại được áp giải đến để tìm, và khi không thấy, anh lại tiếp tục bị đánh đập dã man. Sau nhiều lần như vậy, Đỗ Bồi Vũ đã nghĩ ra một lời khai vô cùng hợp lý, không hề có một kẽ hở nào, đó là khẩu súng đã bị tháo rời thành nhiều phần và những linh kiện bị vứt trên dọc đường và một phần bị vứt xuống hồ Điền Trì nên rất khó có thể tìm được. Sau những ngày tháng đầy áp lực và đau đớn, Đỗ Bồi Vũ cuối cùng cũng được cho phép nghỉ ngơi, chờ đến khi vết thương trên tay anh đã lành lại, đủ để cầm bút viết bản cáo trạng nhận tội. Đến ngày 19 tháng 7 năm 1998, anh ta bị đưa vào trại tạm giam. Tại đây, một lãnh đạo của lực lượng đặc nhiệm cảnh báo rằng nếu anh ta dám rút lại lời thú tội, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tháng 12 cùng năm, phiên tòa xét xử vụ án cố ý sát hại người của Đỗ Bồi Vũ diễn ra tại Tòa án Trung cấp Côn Minh. Cơ quan công tố cáo buộc anh ta lấy mạng người do phát hiện vợ ngoại tình. Các công tố viên còn đưa ra bằng chứng thu thập được từ công nghệ cao, bao gồm vết bùn trên bàn đạp ly hợp của ô tô và dư lượng thuốc súng trên cổ tay phải của Đỗ Bồi Vũ nhằm chứng minh anh ta là thủ phạm. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Đỗ Bồi Vũ đã chỉ ra những thiếu sót trong bằng chứng, đặc biệt là việc chỉ có vết bùn trên bàn đạp ly hợp mà không có ở bàn đạp phanh và chân ga. Đỗ Bồi Vũ cũng đã trưng bày những vết thương của mình trước tòa, cáo buộc cảnh sát đã tác động vật lý anh ta để ép cung. Trước những diễn biến phức tạp, chủ tọa phiên tòa đã quyết định tạm hoãn xét xử. Nhưng sau đó, vào tháng 10 năm 1999, mặc dù có những bằng chứng ngoại phạm và sự thiếu hụt chứng cứ kết tội cùng với lời tố cáo của Đỗ Bồi Vũ về việc bị ép cung, Tòa án Nhân dân cấp cao vẫn kết án tử hình anh và trì hoãn thi hành án 2 năm. Có lẽ câu chuyện của Đỗ Bồi Vũ đã kết thúc tại đây, khi mà tất cả mọi người đều cho rằng anh là kẻ thủ ác và chỉ mình anh biết nỗi oan khuất của mình và sẽ mang theo nỗi oan khuất ấy đi cùng. Nhưng vào năm 2000, một sự kiện bất ngờ đã làm thay đổi hoàn toàn diễn biến của vụ án. Một người đàn ông tên Vương Trấn Sơn cùng với chiếc xe của mình đã biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và bắt giữ Trương Quốc Lợi cùng bạn gái. Trương Quốc Lợi sau đó đã thú nhận về một loạt các vụ cướp và sát hại người do Dương Tiến Dũng, một cựu cảnh sát đường sắt cầm đầu. Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 5 năm 2000, nhóm này đã thừa nhận sát hại 19 người và làm bị thương một người, đồng thời cướp đi 20 xe cơ giới. Trong số những người bị sát hại có 3 sĩ quan cảnh sát, bao gồm Vương Tuấn Ba và Vương Hiểu Tương. Điều đáng chú ý là trong két sắt của nhóm tội phạm có chứa khẩu súng lục 77 với số súng 160-5825 được cấp cho Vương Tuấn Ba, Phó Giám đốc Sở Công an quận Thạch Lâm, chính là khẩu súng đã mất tích trong vụ án trước đó. Nhóm tội phạm khai nhận rằng họ đã sát hại Vương Tuấn Ba và Vương Hiểu Tương trong chiếc xe minivan bằng 2 phát đạn và sau đó tẩu thoát cùng khẩu súng. Cụ thể, Dương Thiên Dũng nói rằng vào tối ngày 20 tháng 4 năm 1998, hắn cùng hai đồng phạm mặc đồng phục giả mạo làm cảnh sát, chúng lái xe quanh các khu vực ngoại ô để tìm kiếm mục tiêu. Lúc này, bọn chúng phát hiện một chiếc xe đậu ven đường. Trên ghế sau của xe ô tô có một cặp nam nữ đang thân mật với nhau. Ba tên tội phạm này đã làm giả đội chống ma túy và mại dâm, gõ cửa yêu cầu kiểm tra và cho cặp đôi này xem thẻ cảnh sát giả. Sau giây phút bối rối và vội vàng mặc lại quần áo, lúc này Vương Hiểu Tương cảm thấy nghi ngờ những người này không phải là cảnh sát thật nên đã cầm điện thoại đòi gọi cho sở công an, nhưng bị một kẻ giật lấy điện thoại di động. Bọn chúng nhanh chóng còng tay cặp đôi này vào trong xe. Dương Thiên Dũng cướp được súng của Vương Tuấn Ba, sau đó bắn 2 phát vào 2 nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra. Những thông tin này đã chứng minh sự vô tội của Đỗ Bồi Vũ trong vụ án sát hại vợ và đồng nghiệp. Anh được Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Vân Nam tuyên bố trắng án, trả tự do và bồi thường 30.000 nhân dân tệ. Sở Công an thành phố Côn Minh cũng đã phục hồi chức vụ và quyền lợi cho Đỗ Bồi Vũ vào tháng 7 năm 2000. Tuy nhiên,
những người đã tác động vật lý và ép cung Đỗ Bồi Vũ, bao gồm cựu chính ủy và đội trưởng đội điều tra hình sự của Sở Công an Côn Minh cùng một số cảnh sát khác, chỉ bị cách chức và kết án tù treo từ 1 đến 2 năm. Mặc dù đã được tự do và danh dự được phục hồi, nhưng Đỗ Bồi Vũ vẫn phải chịu đựng những di chứng nặng nề từ những trận đòn trước đó, bao gồm cả những vết sẹo và tổn thương não. Cuộc chiến của anh để minh oan đã kết thúc, nhưng những tổn thương mà anh phải chịu đựng sẽ mãi là một vết sẹo không thể xóa nhòa. Sau này, khi tham gia một chương trình truyền hình, Đỗ Bồi Vũ đã chia sẻ về quãng thời gian đầy sóng gió của mình. Anh mô tả nó như một hành trình sinh tử. Sau đó, anh đã lấy ra một chồng thư tuyệt mệnh dày đặc. Những bức thư này được viết như nhật ký hàng ngày, đã ghi lại nỗi lòng, đau khổ và oan khuất của anh trong suốt 2 năm bị giam cầm. Anh viết với lòng lo lắng cho con trai nhỏ và niềm xót xa cho cha mẹ mình. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là Duy Duy. Cậu bé sẽ phải sống côi cút từ khi còn quá nhỏ. Thật đáng thương. Tôi không biết sự bất công này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự trưởng thành của nó. Bố mẹ ơi, sau khi con qua đời, xin hãy đem cho cốt của con về quê Sơn Đồng, chôn cất con bên cạnh mộ ông bà. Trước khi bị kết án oan, anh đã nghĩ đến việc bán thận để dành dụng tiền cho Duy Duy. Anh cũng muốn hiến giác mạc, nhưng lại muốn giữ đôi mắt để chứng kiến sự thật được phơi bày. Anh tin rằng, dù anh có thể không được minh oan khi còn sống, nhưng công lý sẽ được khôi phục sau khi anh mất. Khi được hỏi về việc tại sao lại khai rằng đã tháo khẩu súng lục 77 và vứt nó đi, Đỗ Bồi Vũ đã chia sẻ rằng anh bị các điều tra viên ép buộc phải khai theo họ, mặc dù anh không hề biết về vị trí của khẩu súng. Nhưng để tránh bị đánh đập, anh đã phải nghĩ ra một câu chuyện về việc tháo khẩu súng và vứt nó đi, một hành động tuyệt vọng để bảo vệ bản thân khỏi sự tra khảo. Về công việc tại trại cai nghiện ma túy, anh tâm sự rằng sau khi được minh oan, anh đã trở lại công việc cũ, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy những người mặc đồng phục cảnh sát. Đó là di chứng tâm lý sau những trận hỏi cung. Dù vậy, anh không còn ám ảnh về quá khứ hay oán hận những người đã đối xử tệ bạc với mình. Cuối cùng, khi MC hỏi liệu anh có ghét vợ mình sau tất cả những gì đã xảy ra, Đỗ Bồi Vũ đã trả lời một cách quả quyết: không, tôi không ghét cô ấy. Và anh lấy ra bức ảnh của Vương Hiểu Tương, rồi nói rằng đôi khi anh ngồi một mình trước mộ của cô, kể cho cô nghe về con trai của họ, và tin rằng cô có thể nghe thấy những điều anh nói. Điều này cho thấy, mặc dù đã trải qua nhiều đau khổ, Đỗ Bồi Vũ vẫn giữ được tình yêu và lòng khoan dung đối với người vợ quá cố của mình. Câu chuyện của Đỗ Bồi Vũ không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về những sai lầm có thể xảy ra trong hệ thống tư pháp, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh phi thường của ý chí con người. Dù phải đối mặt với những oan khuất và ép cung khủng khiếp, Đỗ Bồi Vũ vẫn giữ vững niềm tin vào công lý và cuối cùng đã được minh oan. Câu chuyện của anh là một bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi và danh dự của mỗi cá nhân, cũng như sự cần thiết của việc duy trì một hệ thống pháp luật công bằng và minh bạch. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng cho những người bị oan sai, giúp họ phục hồi cuộc sống và tinh thần sau những tổn thương không thể ngờ. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy Đỗ Bồi Vũ vừa là một người đàn ông kém may mắn khi vừa trải qua nỗi đau tinh thần khi mất đi người vợ yêu quý một cách đầy bất ngờ, lại vừa phát hiện mình bị người vợ mà mình yêu thương đã lừa dối mình suốt thời gian qua và phải sống trong sự chờ đợi vô vọng suốt nhiều năm trời. Anh cũng phải trải qua nỗi đau thể xác khi bị chính những người đồng nghiệp thân thiết trực tiếp dùng cực hình ép cung. Nhưng anh cũng là người may mắn khi nỗi oan khuất của anh đã được hóa giải trước khi anh bị hành hình, để anh vẫn có cơ hội được nhìn những kẻ làm sai phải chịu tội trước pháp luật. Liệu trong xã hội hiện tại có khi nào vẫn còn rất nhiều những vụ án oan sai như của Đỗ Bồi Vũ mà cho đến nay sự thật vẫn chưa được sáng tỏ? Hãy cùng theo dõi Chuyện Âm Dương để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những kỳ án tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.